Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vàng tăng sốc từng giờ từng phút. Lúc 14:30 chiều ngày 9 tháng 4, vàng nhẫn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục điều chỉnh tăng lên mức 75,53 và 77,03 triệu đồng một lượng, mức chưa từng có trong lịch sử. Chỉ sau 2 ngày, giá vàng nhẫn tăng hơn 2,5 triệu đồng một lượng, trong khi đó vàng SJC hiện sắp mốc 85 triệu đồng một lượng. Từ đầu giờ chiều, các thương hiệu vàng điều chỉnh giá liên tục từng giờ từng phút. Giá vàng nhẫn và SJC xô đổ mọi kỷ lục, thiết lập mức giá mới cao nhất từ trước tới nay. Vào lúc 13 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 74,83 và 76,03 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra, tăng 800.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút, doanh nghiệp này tăng tiếp 400.000 đồng một lượng lên 76,43 triệu đồng một lượng bán ra. Tập đoàn Doji cũng nâng giá vàng nhẫn lên mức 75 và 76,3 triệu đồng một lượng. Tại công ty SJC và P&G, giá bán vàng nhẫn cũng tăng mạnh nhưng thấp hơn giá bán tại tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu hàng triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC 73,3 và 74,8 triệu đồng một lượng, P&G 73,2 và 74,65 triệu đồng một lượng. Vào lúc 14:30, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 81,9 và 83,9 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra. So với đầu giờ sáng, giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục điều chỉnh tăng lên mức 75,53 và 77,03 triệu đồng một lượng, mức chưa từng có trong lịch sử. Chỉ sau 2 ngày, giá vàng nhẫn tăng hơn 2,5 triệu đồng một lượng. Vào lúc 14:45, vàng SJC lại tiếp tục điều chỉnh tăng lên mốc 84 triệu đồng một lượng. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết 82,3 và 84,3 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra. Tập đoàn Doji niêm yết 80,5 và 84 triệu đồng một lượng. Lúc 15:15, vàng SJC lại điều chỉnh tăng thêm 400.000 đồng một lượng lên mức 82,7 và 84,7 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra. Theo các chuyên gia, nhu cầu vàng nhẫn thời gian này tăng mạnh do Ngân hàng Nhà nước sẽ xóa độc quyền vàng miếng SJC trong thời gian tới. Ngoài ra, các kênh đầu tư khác như chứng khoán chưa sinh lời, bất động sản cần vốn lớn trong khi lãi suất gửi tiết kiệm liên tục xuống đáy. Cũng trong sáng 9 tháng 4, giá vàng miếng SJC lên mức 83 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm trước. Tuy nhiên, đến trưa 9 tháng 4, giá bán vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng một lượng lên mức 83,7 triệu đồng một lượng. Vàng có dừng lại đà tăng khi xuất hiện yếu tố ngăn cản? Câu hỏi được đặt ra là, tại sao sức cầu đối với vàng trên phạm vi toàn cầu lại tăng vọt vào thời điểm hiện tại, khi tình hình thế giới có vẻ ổn định hơn? Trên thực tế, các số liệu cho thấy không chỉ các ngân hàng trung ương, mà còn cả các ngân hàng đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia, cũng không ngừng mua vàng vào. Sức cầu lớn đến mức thông tin căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cũng không khiến giá vàng thế giới giảm nhiều. Áp lực chốt lời là có sau khi xuất hiện thông tin Israel đã rút toàn bộ binh sĩ, ngoại trừ một lữ đoàn, khỏi phía nam dải Gaza. Bên cạnh đó, Israel và lực lượng Hamas đã cử các nhóm đến Ai Cập để thực hiện vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn tiềm năng trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 21/4. Tuy nhiên, mức giảm giá vàng được cho là không nhiều. Từ mức đỉnh gần 2.350 USD ounce thiết lập sáng ngày 8 tháng 4, giá vàng giao ngay về mức 2.337 USD ounce vào cuối giờ chiều cùng ngày, giờ Việt Nam. Sức cầu lớn khiến vàng treo ở mức rất cao, cao hơn 13,3% so với đầu năm. Mức giá 2.337 USD ounce sau điều chỉnh vẫn cao hơn so với đỉnh lịch sử gần 2.330 USD ounce được thiết lập một cách đầy bất ngờ vào cuối tuần trước. Như vậy, có tín hiệu cho thấy giới đầu tư vẫn đánh cược vào việc vàng điều chỉnh giảm giá chỉ là tạm thời. Dòng tiền vẫn ồ ạt đổ vào vàng, kỳ vọng vào khả năng tăng giá của vàng còn kéo dài. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hay một số khu vực khác vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bùng nổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhân chuyến thăm Trung Quốc cuối tuần qua chứng tỏ căng thẳng về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến kinh tế thế giới vốn ảm đạm trở nên xấu hơn. Dòng tiền tại nhiều quốc gia có dấu hiệu chảy rất chậm vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh như vậy, mọi con đường đều hướng dòng tiền vào các loại tài sản có độ rủi ro thấp như vàng. Đáng chú ý, dòng tiền hiện được dẫn dắt bởi các tay chơi lớn, điều này càng khiến cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân phấn khích. Đây
đầu cơ đu đỉnh ôm lỗ nặng khi vỡ bong bóng vàng. Chỉ trong ít ngày, giá vàng liên tục tăng nóng, xô đổ các kỷ lục trước đó. Nhiều chuyên gia lo ngại bong bóng giá vàng sẽ sớm vỡ trong thời gian tới. Trong những ngày qua, nhà đầu tư toàn cầu đã chứng kiến mức tăng đáng kinh ngạc của giá vàng thế giới. Chỉ sau ít ngày, giá vàng thế giới đã chinh phục mốc 2.300 USD ounce, mức cao nhất mọi thời đại, phá vỡ những kỷ lục đã thiết lập trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, giá của kim loại quý này đã tăng tới 11%. Sức nóng từ giá vàng khiến nhiều chuyên gia và nhà quan sát thị trường bối rối. Nhiều chuyên gia nhìn nhận mức tăng trưởng của giá vàng ở thời điểm hiện tại là bất thường. Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy chủ yếu từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gợi mở về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu nền kinh tế phát triển như mong đợi. Ngoài ra, những yếu tố như bất ổn địa chính trị, sức mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng góp phần không nhỏ vào mức tăng của giá vàng. Chia sẻ với Bloomberg, ông Kai Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty tài chính Capital, nhận định nếu giá vàng tiếp tục tăng mạnh như hiện tại, thị trường chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh. Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư không nên all in vào vàng, tức là bỏ tất cả khoản đầu tư vào vàng mà không chia ra các hình thức khác. Khi mọi thứ khác đang đi xuống, vàng là thứ có khả năng hoạt động tốt. Nhưng xét về lâu dài, bạn sẽ có lợi hơn nếu nắm giữ những tài sản có khả năng tăng trưởng và mang lại lợi nhuận với lãi suất gộp, ông William Bernstein, tác giả cuốn sách 4 trụ cột đầu tư cho biết. Trái lại, cũng có không ít người vẫn lạc quan với đà tăng của giá vàng. Ông Michael Whitmer, nhà phân tích hàng hóa của Bank of America, dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục được đẩy lên mức 2.400 USD ounce trong năm nay. Đồng quan điểm, ông Paul O'Neill, nhà đồng quản lý danh mục đầu tư tại Fidelity Strategic Real Return Fund, tin rằng, với việc Fed và nhiều ngân hàng trung ương dự kiến bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay thì triển vọng về vàng đang ngày càng tươi sáng hơn. Ở trong nước, thị trường vàng cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Sau thời gian ngắn bình ổn, giá vàng trong nước tiếp tục quay đầu tăng trở lại và chinh phục mức cao nhất từ trước đến nay. Trong những ngày đầu tháng 4, giá vàng miếng SJC dao động quanh ngưỡng 81-82 triệu đồng lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng leo lên mức hơn 72 triệu đồng lượng. Chỉ trong 5 ngày đầu tháng, giá vàng nhẫn đã tăng gấp 3 lần so với giá vàng miếng SJC. Còn tính trong quý 1 năm 2024, giá vàng trong nước đã tăng tới 18,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm nay, 8/4, vàng nhẫn vượt 75 triệu đồng lượng. Dù giá ở mức cao nhưng thị trường lại khan hiếm vàng nhẫn. Hôm qua, chúng tôi liên hệ với cửa hàng P&J Cách mạng tháng 8, Q.3, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng cho biết hiện còn 2 nhẫn loại 5 phân. Xem trên hệ thống các cửa hàng khác cùng địa bàn, hầu hết đều hết vàng nhẫn, có 1 đến 2 điểm chỉ còn lại 1 nhẫn loại 1 chỉ. Mặc dù giá vàng tăng mạnh nhưng nhiều người hỏi mua vàng nhẫn, nhân viên bán hàng giải thích. Như vậy, chỉ trong một tuần, giá vàng nhẫn đã tăng 2,6 triệu đồng lượng, tương ứng mức tăng 3,7%. Tốc độ tăng giá của vàng nhẫn gấp đôi vàng miếng, chỉ tăng 1,3 triệu đồng, tương ứng 1,6%. Công ty SJC mua vào vàng miếng với giá 79,5 triệu đồng, bán ra 81,9 triệu đồng. Công ty P&J mua vào 79,5 triệu đồng, bán ra 81,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji có giá bán lên 82 triệu đồng, mua vào chỉ 79 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC có mức thấp nhất thị trường thuộc về công ty Bảo Tín Minh Châu ở mức 81,65 triệu đồng chiều bán ra, mua vào 79,6 triệu đồng. Với tốc độ tăng giá bất thường của vàng nhẫn, vàng miếng SJC rút ngắn mức cao hơn nhẫn xuống còn 7,5 đến 8,9 triệu đồng mỗi lượng, thay vì từ 10 đến 12 triệu đồng lượng trước đó. Không chỉ tăng nhanh hơn vàng miếng trong nước, giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn cả giá trên thị trường quốc tế. Trong 7 ngày qua, giá vàng thế giới tăng 70 USD ounce, tương ứng khoảng 2 triệu đồng lượng, lên 2.330 USD ounce. Còn giá vàng nhẫn tăng tới 2,6 triệu đồng lượng và đang cao hơn giá thế giới từ 2,5 đến 3,9 triệu đồng lượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xóa bỏ độc quyền sẽ giúp thị trường vàng chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh. Khi có nhiều người bán hơn, nguồn cung dồi dào hơn thì giá vàng trong nước có thể giảm, ông nói. Tuy nhiên, ông Huân cũng cho rằng đây có thể chỉ là giải pháp làm hạ nhiệt giá vàng trong thời gian ngắn nhưng chưa hẳn là giải quyết tốt nhất. Nếu thị trường chuyển từ độc quyền sang độc quyền nhóm, tức chỉ một số doanh nghiệp được phép kinh doanh và phân phối vàng miếng thì cấu trúc thị trường cũng sẽ không thay đổi quá nhiều khi các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có thể thống nhất giá với nhau để cùng có lợi chung, ông lý giải. Bên cạnh các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong ngắn hạn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân cũng lưu ý ngân hàng nhà nước cần triển khai các giải pháp khác về dài hạn nhằm giảm sức hấp dẫn của vàng trong nền kinh tế. Nếu người dân làm bao nhiêu mua vàng bấy nhiêu và nguồn vốn lại tiếp tục chảy ra ngoài thì thử hỏi nguồn vốn đâu để tái đầu tư sản xuất kinh doanh. Lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề nhập siêu và áp lực tỷ giá khi phần lớn ngoại tệ phải dùng cho việc nhập vàng.
ông nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.